rang. Con ngồi con lấy cái ghế, con ngồi ở ngoài lấy cái ghế cao con ngồi. Con xem bữa này là con nào hay là con vẫn vẩn? Con mà lên cơ đừng có mình ngồi thế. Vớ vẩn nào? Con vớ vẩn nào? Hello, teachers. Hey, nice to meet you. What's your name? My name is Dan. How are you? What's your name? Yeah, my name is Du Anh. Okay. Please, now we will start with lesson 20. Con hỏi bài 20 được không? Vâng. À, không chắc mình có hết bài 19. How old are you? Dạ. How old are you? I'm 11 years old. Which grade are you in? Khối mấy hả? Mình học khối mấy? Grade. I'm in grade 6. Yeah. One book. Đây là buổi đầu tiên nên chúng ta sẽ có thể bài này học rồi mà cô. Bài 20 mình học rồi à? Vâng, 21 rồi ạ. Học hết bài 21 rồi á? Học hết bài 20, bây giờ đang học bài 21. Hôm nay sẽ học bài 21 đúng không? Vâng ạ. Thế con chờ cô một chút nhé. Bây giờ sẽ học mấy lesson? Một hay là một phần hai thôi? Dạ. Thế mỗi buổi học ấy thì con sẽ học hết một lesson hay là sẽ học hai buổi một lesson? Học hết một lesson luôn ạ. Ok. Một tuần mình học là 24/6 đúng không? Thì vừa hôm thứ tư trước là mình học bài 20 đúng không? Vâng ạ. So, can you tell me what did you learn in the previous lesson? Là bài trước mình học nội dung gì? Do you remember? Talk about what? Mình nói về chủ đề gì nhỉ? Ai mới? Không nhớ không? Last lesson, I learned about story competition. Story competition. Và trong cái buổi hôm đó thì mình đã nói về những cái gì nào? Your first day at school, right? Now you listen and say. Bài tập đầu tiên. Before we listen, let's look at the picture. How many pictures are there? There are four. What are they? They are A, B, C, and D. What can you see in picture A? I see a girl with a computer. Yes. She do with her computer. Yes.
không phải cô nói to lên. Cô nói nhỏ thế nhở? Is it better? Bây giờ tốt hơn không? Có ạ. What can you see and what you see? I see a girl and từ này em chưa biết. Cái từ quả trái đất em vẫn chưa biết. Quả địa cầu đúng không? Vâng. Có thể dịch là the globe. Là bình thường. Quả địa cầu tức là quả đất ấy. Vâng. Còn trái đất thì mình sẽ nói là gì nhỉ? The Earth. Do you know this word? Hành tinh giữa mặt trăng thì là the, you know, the moon đúng không? Trái đất, hành tinh trái đất sẽ là the earth. Hey, yeah. Next picture, bức tranh tiếp theo. I see a girl and with a bottle, right? Một cái lọ, đúng không? Wow. And chemicals và những cái hóa chất. Next, I see a girl and as a story. What? Yeah. What is she doing? She reading a book. Yes. Next, she drawing. Yes, yeah, she drawing. Next one. She playing music. Yeah. Playing the piano. Playing the piano, okay. Yeah. And the last one. She playing soccer ball. Pardon? Đó. Hoặc là mình... Đây là môn gì nhỉ? Môn bóng đá. Bóng đá, mình có thể nói là gì? Soccer hoặc là football. Chứ không phải là soccer ball đúng không? Yeah. Hoặc là soccer. Hoặc là gì? Okay, now you listen. Track B36, page 86, activity 7. Listen and say. A. Computer science. Can you repeat? Oh, computer science. Yeah, computer science. B. Math. Math. Yeah, math. 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 C. Geography. Geography. Yeah, geography. Yeah. D. Science. Science. Very good. And in sound science. E. History. History. Yes. History. History. F. Art. Art. Very good. G. Music. Music. Okay. H. P.E. P.E. Yeah, P.E. Okay. Is there any new words? Có từ mới nào mình chưa biết nghĩa không? Trong các... Đây là các môn học đúng không? Trong các môn học này. Wow. Is there any new words? Từ geography. Cái yeah, geography. Wow. Geography có nghĩa là môn địa lý. Đúng không? Vở mình học được từ mới nhá. Wow. Địa. Geo nhá. Còn những cái từ nào bắt đầu cái đủ cái geo nó sẽ thuộc về đất. Geography là địa lý. Hết.
Okay, go. Science là gì nhỉ? Là môn khoa học ạ. Yes, computer science, yeah. Môn gì? Môn máy tính khoa học ạ. Yes, mình sẽ dịch nhỉ? Tiếng Anh thì mình sẽ dịch khoa học máy tính luôn, mình sẽ dịch danh từ đằng sau trước. Và khoa học về máy, tức là môn khoa học về máy tính. Yeah. Anything else? Còn từ nào mình chưa biết nữa không? Không ạ. PE là viết tắt của cái gì? Do you know? Viết tắt của từ Physical Education. Yes, very good. Physical Education. Okay, next lesson. Can you read the request? Đọc yêu cầu của bài giúp cô được không? Listen to the song and write. Nghĩa là gì nhỉ? Để bài yêu cầu là nghe bài hát và viết ạ. So before we listen, let's look at the letter here. Trước khi mà mình nghe thì mình sẽ nhìn qua cho cô cái đoạn văn này. Vâng. Wow. Okay. Can you read out loud? Đọc bài này hả cô? Yes, đọc to cho cô. Bỏ lại những chỗ trống nhé. Trong một từ mới nữa không? Math, history, art. A lot of subjects every day. Is school boring? No way. Last year wasn't easy. The lessons wasn't always fun. But now I can do all my homework. Math is for everyone. Last year was boring. PE lessons wasn't my thing. But now it's my favorite subject. I can play soccer and swim. Is there any new words? Từ mới nào đây? Không ạ. Không ạ. Tuy nhiên, lát nữa mình sẽ nghe tiếp ạ. Track B37, page 86, activity 8. Listen to the song and write. Math, science, history. Tina. Science. Yes, science. PE art, geography, a lot of subject. PE and geography. Yes, PE and geography. Every day, is school boring? No way! Last year, math wasn't easy. The lessons weren't always fun. Math. Math. But now I can do all my homework. Math is for everyone. Math, science, history, PE, art, geography. A lot of subjects every day. Is school boring? No way! Last year PE was boring. PE lessons were my thing. Yes. But now it's my favorite subject. I can play soccer and swim. Math, science, history, PE, art, geography. A lot of subjects every day. Is school boring? No way! Okay. Now, can you look at this and say the full song? Yeah. Math, science, history, PE, art,
geography. Mm-hmm. A lot of subjects every day. Is school boring? No way. Mm-hmm. Last year, math wasn't easy. The lessons wasn't always fun. But now I can do all my homework. Math is for everyone. Mm-hmm. Last year, PE was boring. PE lessons wasn't my thing. But now it's my favorite subject. I can play soccer and swim. Okay. Pronunciation is very good. However, there's still some mistake. Đầu tiên là từ gì? Can you say now? Now. Okay. Tiếp theo là từ geography thì chú ý cho cô cái trọng âm nhé. G-R, đó là trọng âm 2 nhé. Geography. Wow. Geography. Can you translate it into Vietnamese? Dịch cho cô đoạn này sang tiếng Việt được không? Toán. Khoa học. Địa. Lịch sử. Lịch sử đúng không? History, lịch sử. Wow. Thể dục, mỹ thuật và địa lý. Uh-huh. Rất nhiều môn học trong các ngày. Well, every day, mỗi ngày đúng không? Wow. Hàng ngày. Trường học có nhàm chán không? Không. Không hề. Không hề. Năm trước môn toán không khó. Easy là gì? À không dễ, không dễ. Không dễ tức là gì? Môn toán còn bạn còn cảm thấy khó đúng không? Wow. The lessons. Tiết học không luôn luôn không vui. Nhưng bây giờ tôi có thể làm tất cả bài tập về nhà. Toán, môn toán là cho tất cả mọi người. Yes, dành cho tất cả mọi người. Okay. Năm ngoái thể dục đã nhàm chán. Thể dục không vui. Wasn't my thing. Thể dục không vui à? Không phải là môn gì yêu thích của tôi đúng không? My thing đó là những cái thứ một cái thích. Vâng. Nhưng bây giờ nó là môn yêu thích của tôi. Tôi có thể chơi bóng đá và bơi. Okay, very good. Thank you. Next exercise. Look at activity 2 and why. Say. Mình có thể bỏ qua cái file này đúng không? Sẽ nói luôn. Okay. Ở đây chúng ta có những cái mốc thời gian này. Last year and this year. Nghĩa là? À, năm ngoái và năm nay. Yes, this năm nay. Và có hai, ở đây là có you and you. Tức là you chính là bạn ở trong bài hát này. And wow. You, how about you, đúng không? Wow. Đầu tiên là Matt thì sao? With you thì là như thế nào? Wasn't easy. Yes. Chúng ta sẽ nói cả câu đầy đủ nhá. For example, như câu ví dụ ở đây là gì? Last year, math wasn't easy. Uh-huh. How about this year? But now, it's this year's math was easy. Yes, you can say that. Hoặc là mình có thể nói là gì nhỉ? This year, you can do all his homework. Okay? Wow. How about PE? Last year, PE was boring. Right. How about this year? This year's is. Bây giờ chúng ta nói về you đúng không? Wow. You thì sẽ là gì? Is. This year's
Năm nay thì nó là môn học yêu thích của Jill. Mình sẽ nói như này. This year is Jill's favorite subject. Yes, very good. Exact. And how about you? Last year's math was easy. Năm ngoái thì có dễ đúng không? How about this year? This year's math wasn't easy. Tức là mình trái với bạn Jill đúng không? Vâng. Okay. How about PE? Last year, PE was funny. This year's math fun. This year's PE was boring. Okay. You all like last year. Ở tiểu học học vui hơn đúng không? Next, exercise 4 by Sun Wu. Can you read the request? Find and circle 6 words. Then, từ này em không biết đọc. Unscrambable. Unscrambable. The letter that aren't circled. Tức là ở đây mình sẽ phải tìm ra các từ mà chưa được, nó đang kiểu bị nối liền nhau ấy. Mình sẽ tìm ra từng từ một. What was your favorite subject last year? Mình sẽ tìm cho các môn học này. Five, six words. Có 6 từ ở trong cái dòng này này. Mình sẽ tìm. Từ thứ nhất là geography. Cái sao ấy? G-E-L-G-R-A-P-H-Y. G-E-L-G-E-H-Y. G-E sẽ đến gì nhỉ? R là gì? G-E-L O L là cái gì? L là chữ L, L K. Yes. Correct. Next. Từ tiếp theo là từ? Từ music. Music. Can you spell it? M U S I C S. Yes. Next one. Science. S C I-E-N-C-E. Yes, very good. And? Từ tiếp theo đó là math. M-A-H-H. M-A-T-H. Yeah. Từ tiếp theo đó là history. History. H-I-S-T O R Y. 1, 2, 3, 4, 5. But we need to find 6. Nó sẽ phải tìm 6 từ đúng không? Còn một từ nữa là gì nhỉ? Môn mỹ thuật là gì nhỉ? Là art. Art. Where you be? A-R-T. Yeah, between math and history. Math và từ history. Next exercise. You look at the picture. Mình sẽ nhìn bức tranh đúng không? 1, 2, 3. X hay là X? Đọc. Write, then listen and circle. Đây sẽ mình sẽ phải viết bằng, sau đó nghe xem là đúng hay sai. Bắt phải nghe thì bây giờ mình sẽ dựa vào đây để viết đọc lên câu cho cô, còn mình không có phải nghe như là phần chu phô mình có thể để lại hết.
Can you read example one? PE and geography were boring. Yes. Tức là đây là tích đúng không? Vâng. Tức là mình sẽ dùng not hay là không not nhỉ? Không not ạ. Không có not đúng không? Chỉ là words or word. Còn với dấu x như bên dưới này thì mình sẽ phải thêm not. Ok. Vâng. You do it. Dạ. Những câu dưới là môn gì nhỉ? Mình sẽ nhìn vào cái hình ở đây để biết là môn gì đúng không? Vâng. Hình quả địa cầu là môn. Môn là geography. Yes. So, what is the sentence? Câu là gì nhỉ? Geography wasn't easy. Were to hay là were bé? Was hay là were? Wasn't. Yes. Was. Wasn't. Vì sao? For. Vì sao lại là was? Vì họ đánh dấu tích ạ. Vì sao không phải là were mà lại là worse? À, vì nó là số ít. Chính xác. Bởi vì có một môn đúng không? Bên trên là hai môn. Okay. Yeah. Câu số 3. Cái này em không hiểu luôn. Đây là môn gì? Cái đàn chứ là music. Nhưng mà cái ông con người ông đứng ở đấy nhìn cái gì? Maybe I think PE. Có thể một môn thể thao. PE and music were fun. Yes, very good. Next. Four. Math wasn't easy. Yeah. Next picture. I think it's Silence and science computer wasn't easy. Okay. Môn khoa học máy tính là gì? Science computer. No. It should be computer science. Computer science. Okay. Six. Art was easy. Mm-hmm. Or we can say art was fun. Yeah. Okay, so last one. Bài tập cuối cùng. Write three sentences about the lesson last week. Tức là về các môn học tuần trước. Mình bây giờ thì mình không đi học ở trường nữa đúng không? Nên mình có thể nghĩ ra một câu nào đó vậy. Science was easy. Easy. Yeah. Math, khó là gì ạ? Mình nói môn toán rất khó là gì? Math was difficult. Yeah, difficult. Vietnamese was funny được không nhỉ cô nhỉ? Chỉ là fun. Wow. Vietnamese was fun. Do you like môn ở mình sẽ không gọi là môn tiếng Việt nhưng mình sẽ gọi là môn tiếng ngữ văn đúng không? Thì nó fun gì đấy? Môn văn. Biết môn đấy chưa? Em không biết luôn. Yeah, literature. Literature. Cô ghi cho em cái phiên âm của từ đấy con ạ. Phiên âm á? Vâng. Ok, great. Can you see? Yeah.
class all for today. So before we start, can you tell me what have studied today? Hôm nay chúng ta học về nội dung gì nhỉ? Học về tên các môn học đúng không? Thì trong tiếng Anh sẽ nói như thế nào? We learn about the. We learn about the. We learn about the. Các môn the học. The words at school. New words about subject. Subject at school. Subject môn học. Wow. Okay. Thank you very much. So please do the homework. Yeah. Nó mang tập về nhà đó. Wow. Okay, thank you. Goodbye. Goodbye, teachers. Good night. Bye bye.